Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2. Đối tượng tiêm mũi 4 gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Vaccine tiêm cùng loại với mũi 3, khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 sẽ trì hoãn 3 tháng sau khi mắc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo về chính sách nhập cảnh mới của Nhật Bản. Thực tập sinh, lao động Việt Nam đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 được Nhật Bản thừa nhận. Sau khi nhập cảnh Nhật Bản sẽ không phải cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trong 7 ngày. 4 loại vaccine được Nhật Bản công nhận gồm Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Janssen của Johnson & Johnson. Trường hợp tiêm trộn thì mũi thứ 3 phải là Pfizer hoặc Moderna.